chị em sinh đôi của Bạch Lộc gây sốt với loạt ảnh mới, xinh đẹp nhưng khó vượt qua bóng của đàn em. Cách đây không lâu, nữ diễn viên Lý Nhất Đồng đã bất ngờ tung ra loạt ảnh thời trang mới. Được biết, bộ ảnh nằm trong chiến dịch hợp tác quảng bá giữa nữ diễn viên cùng một nhãn hàng trang sức cao cấp. Xuất hiện trong loạt ảnh, Lý Nhất Đồng nhanh chóng gây sốt với gương mặt xinh đẹp, thần thái sang trọng, yêu kiều, cùng khả năng tạo dáng khoe trọn sản phẩm của nhãn hàng. Mặc dù hình ảnh được chụp ở điều kiện ánh sáng yếu, nhưng Lý Nhất Đồng vẫn khoe được làn da trắng mịn, không tì vết của mình. Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, nhiều khán giả đã nhanh chóng để lại những bình luận khen ngợi nhan sắc của cô nàng. Có thể thấy, với vẻ đẹp kiêu kỳ, kiêu sa của mình, Lý Nhất Đồng dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có không ít người lại đem Lý Nhất Đồng ra so sánh với Bạch Lộc, cho rằng cô nàng có vẻ ngoài và tạo hình ngày càng giống đàn em. Phải chăng đang cố tình cọ nhiệt nữ diễn viên trưởng Nguyệt Tẫn Minh? Được biết, đây không phải lần đầu tiên Lý Nhất Đồng bị gọi là chị em sinh đôi của Bạch Lộc. Trước đó, những hình ảnh Lý Nhất Đồng và Bạch Lộc cùng tham gia ghi hình cho chương trình Keep Running được cộng đồng mạng tích cực lan truyền. Theo nhận xét của netizen, trong loạt ảnh này, trông Bạch Lộc và Lý Nhất Đồng không khác gì chị em sinh đôi, đang cùng nhau quay chương trình thực tế. Cả hai cũng không hiếm lần bị bắt gặp mặc chung một mẫu áo hay phụ kiện. Tuy có nhiều điểm giống nhau về phần ngoại hình, nhưng sự nghiệp của hai mỹ nhân hoa ngữ này dường như phát triển theo hai chiều hướng khác nhau. Trái ngược với đàn em Bạch Lộc đang trên đà thăng hạng, Lý Nhất Đồng không ít lần khiến khán giả thất vọng khi được nhận vai chính, nhưng rồi cũng ngậm ngùi vì bị lu mờ. Trước thông tin này, nhiều khán giả đã lên tiếng bênh vực Lý Nhất Đồng, cho rằng cô nàng không cố tình để bản thân giống Bạch Lộc như nhiều người nhận định. Bạn trai Cúc Tịnh Y chính thức lộ diện, đẹp thế này bảo sao cướp được trái tim mỹ nhân 4.000 năm. Cúc Tịnh Y được mệnh danh là mỹ nhân 4.000 năm có một của làng giải trí xứ Trung, tham gia đóng phim hơn 8 năm nay. Cúc Tịnh Y có dịp hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau, nên duyên với vô số mỹ nam hàng đầu màn ảnh hoa ngữ. Mới đây, người hâm mộ Cúc Tịnh Y đón tin vui khi có thông tin phim mới của Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần sắp sửa ra mắt. Quách Tuấn Thần được xem là một trong những người tình màn ảnh điển trai nhất của mỹ nhân sinh năm 1994. Cúc Tịnh Y còn nhiều tựa phim truyền hình đang đợi lên sóng, bao gồm Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, Hoa Nhung, Hoa Gian Lệnh. Việc mất hút khỏi màn ảnh nhỏ trong thời gian dài khiến người hâm mộ của Cúc Tịnh Y cảm thấy vô cùng lo lắng. Theo đó, tên tuổi mỹ nhân dễ bị giảm nhiệt, đối mặt với khả năng sụt giảm về tài nguyên so với các tiểu hoa cùng lứa. Giữa lúc khán giả đang bàn tán xôn xao về sự trở lại của Cúc Tịnh Y, mới đây, blogger xứ Trung lan truyền thông tin phim Hoa Nhung do cô và Quách Tuấn Thần đóng chính đang dục dịch lên sóng. Theo nguồn tin xứ Trung, phim dự kiến ra mắt trên nền tảng chiếu EQG vào cuối tháng 5. Được biết, tin đồn này chưa được phía ekip Hoa Nhung và dàn cast lên tiếng xác nhận. Trên các diễn đàn bàn luận phim, netizen thể hiện sự trông ngóng ngày phim ra mắt để được thưởng thức phản ứng hóa học đỉnh cao của cặp đôi chính. Được biết, Hoa Nhung được chuyển thể từ tiểu thuyết Ăn Khách Ngộ Trường Sinh của Lâm Gia Thành. Ở phim này, Cúc Tịnh Y và Quách Tuấn Thần sẽ mang đến chuyện tình ngược luyến đẫm nước mắt cho các mọt phim hoa ngữ. Nhan sắc và diễn xuất của Angela Baby thăng hạng thấy rõ sau khi yêu Tống Uy Long. Mới đây, bộ phim Tương Tư Lệnh do Angela Baby và Tống Uy Long diễn chính đã chính thức đóng máy. Phía nhà sản xuất bộ phim đã tung ra video đặc biệt và nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng, cũng là hợp tác cùng đàn em kém tuổi. Thế nhưng Angela Baby và Tống Uy Long lại nhận được vô số lời khen ngợi về phản ứng hóa học. Xuất hiện trong video mới của Tương Tư Lệnh, Angela Baby khiến dân tình mê mẩn vì nhan sắc quá xinh đẹp, không khó để nhận ra. Cô nàng được đầu tư rất kỹ trong khoản tạo hình, vẻ đẹp dịu dàng, thanh nhã của nàng tiểu hoa 85 khiến người xem không thể rời mắt. Trong khi đó, nam chính Tống Uy Long cũng cực kỳ điển trai ở tạo hình cổ trang, với lợi thế gương mặt đẹp trai, chiều cao ấn tượng. Anh chàng dễ dàng cân được mọi kiểu tạo hình trong bộ phim Tương Tư Lệnh. Đặc biệt, Tống Uy Long được nhận xét là có ngoại hình không quá chênh lệch với đàn chị Angela Baby. Những khoảnh khắc đối diễn của cặp đôi khiến khán giả bấn loạn vì quá tình tứ. Trong video mới được tung ra của Tương Tư Lệnh, nữ chính Angela Baby nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Đài từ của cô nàng cũng có sự tiến bộ rõ rệt so với các dự án phim trước đây. Tuy nhiên, nam chính Tống Uy Long lại bị đánh giá kém hơn hẳn. Cả về diễn xuất và đài từ của chàng mỹ nam còn phải cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, Tương Tư Lệnh vẫn được đánh giá là một bộ phim đáng để mong đợi trong thời gian tới.
từng bị đánh giá là mỹ nhân có diễn xuất kém nhất lứa tiểu hoa 85 trong Cbiz, Angela Baby đang cố gắng cải thiện từng ngày. Nếu thành công với Tương Tư Lệnh, cô nàng sẽ có cơ hội củng cố lại địa vị, tài nguyên của mình trong thời gian tới. Hiện Tương Tư Lệnh đang trong quá trình hậu kỳ và chuẩn bị được lên sóng chính thức. Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử và Giàn Hoa 90 chật vật truyền hình. Sau Giàn Hoa 85 thì những năm này, đến lượt Giàn Hoa 90 cũng dục dịch truyền hình, thoát khỏi vai diễn trong các bộ phim ngôn tình thần tượng. Tuy nhiên, để được đóng chính kịch đâu phải chuyện dễ dàng, ngay đến Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh còn đang chật vật, thì Giàn Tiểu Hoa như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, dù có là đỉnh lưu cũng khó mà leo lên được. Chẳng thế mà câu chuyện truyền hình vẫn luôn là đề tài được netizen bàn tán rôm rả. Địch Lệ Nhiệt Ba có chí tiến thủ và mong muốn truyền hình nhất trong Giàn Hoa 90, chắc là Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, nàng mỹ nữ Tân Cương đã có tham vọng đóng chính kịch và dần rời xa các kịch bản ngôn tình thần tượng. Bộ phim cổ trang ngôn tình gần nhất mà Nhiệt Ba đóng chính là An Lạc Truyện, quay xong từ năm 2021 và đến nay chưa lên sóng. Cũng kể từ đây, nhiều tin tức từ Locker cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không quay phim cổ trang hay đóng ngôn tình. Thay vào đó, cô sẽ chuyên tâm hơn đến những tác phẩm chức nghiệp, đô thị hiện đại và tham gia phim chính kịch. Một trong những bộ phim được fan của Nhiệt Ba kỳ vọng là sẽ giúp thần tượng truyền hình, đó là Công Tố Tình Anh. Bộ phim này đến nay vẫn chưa phát sóng. Dù lúc quay từng hứa hẹn sẽ chiếu luôn trong năm, nhưng không rõ vì sao, một bộ phim từ dự kiến được chiếu trên CCTV lại đẩy về đài địa phương và đến giờ không rõ có thể chiếu đài hay không. Nhiều cư dân mạng mỉa mai rằng có thể do diễn xuất của Nhiệt Ba không đáp ứng được nhu cầu nên Công Tố Tình Anh từ con cưng thành con ghẻ. Mặc kệ những lời bàn tán không hay, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn kiên định với con đường truyền hình và gần nhất, cô nhận một bộ phim mang thể loại điều tra phá án, có tên Lợi Kiếm Hoa Hồng. Nội dung của bộ phim này rất cao, đề cập về tình trạng nhức nhối trong xã hội và Nhiệt Ba được giao vai chính Đặng Nhiên, hóa thân thành nữ cảnh sát. Ảnh hậu trường cho thấy, tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trông hơi bình thường. Fan của cô chưa gì đã dần dần chê trách, đưa ra 700 điều góp ý gửi tới phòng làm việc để tác động đến tổ tạo hình. Hành động này của fan Nhiệt Ba thật sự làm cư dân mạng cười bò, còn anti-fan thì vui như mở hội vì nó đúng nghĩa fan hại idol. Dương Tử. So với Địch Lệ Nhiệt Ba thì Dương Tử có vẻ rất bình tĩnh, cô chưa vội truyền hình, hoặc có thể là thử rồi nhưng không thành công. Bằng chứng là năm 2021, Dương Tử tham gia bộ phim chính kịch, đề tài tâm lý xã hội, mang tên Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, hóa thân thành nhân vật Hạ Đốn. Dương Tử nhận về rất nhiều lời khen chê trái chiều. Về phần nhan sắc, có thể những bộ phim thế này không quá quan trọng, nhưng thật sự tạo hình hiện đại không hợp với Dương Tử, trông cô nàng quá kém sắc. Diễn xuất của nữ diễn viên cũng làm nhiều người xem phải thất vọng vì gương mặt đơ cứng, biểu cảm quá lố, cảnh khóc cũng chẳng còn cảm động như xưa, mà thay vào đó là vẻ sượng chân khó tả. Bộ phim này cũng thu về nhiều bình luận không hay, bị cho là gian lận lượt xem và mang về cho Dương Tử nhiều rắc rối hơn là thành tích. Chẳng thế mà sau đó, Dương Tử biệt tích với chính kịch, cô trở về đóng ngôn tình thần tượng, nhận hợp tác với các sao nam trẻ tuổi hơn như Trương Vãn Ý trong Trường Tương Tư, Phạm Thừa Thừa trong Muốn Mãi Mãi Yêu. Dường như nữ diễn viên không còn ý định truyền hình, thay vào đó là học hỏi đàn chị Dương Mịch, đóng cặp cùng sao trẻ, tham gia show giải trí và thành lập công ty. Dĩ nhiên, cơ hội truyền hình của Dương Tử vẫn còn, nhưng nếu trễ nải quá, thì e rằng độ tuổi của Dương Tử sẽ không kịp mất. Đó là chưa kể, những bất trắc khi đóng cặp cùng sao nam kém tuổi. Như Dương Mịch, cô từng bị chê sấp mặt khi đóng cùng Hứa Khải, màn cơ sừng cũng làm danh tiếng của nữ diễn viên bị ảnh hưởng. Với Dương Tử cũng vậy, cố chấp đóng ngôn tình sẽ khiến nữ diễn viên bị chê nhan sắc, đồng thời làm địa vị của cô giảm đi và có thể không đấu lại Địch Lệ Nhiệt Ba. Bạch Lộc. Nhỏ tuổi hơn Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba, nên con đường đóng ngôn tình của Bạch Lộc vẫn còn được 1-2 năm nữa. Dù vậy, nữ diễn viên cũng đã bắt đầu tính đến chuyện truyền hình khi chăm chỉ tham gia các bộ phim chiếu đài hơn. Năm ngoái, bộ Bạch Lộc đóng cùng Trương Nhược Quân cũng có hiệu quả phát sóng khá tốt, nhưng để nói là thành công của Bạch Lộc thì chưa phải. Trong năm nay, nữ diễn viên vẫn còn 3 bộ ngôn tình là Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng và Dị Ái Vì Doanh. Chưa rõ sắp tới Bạch Lộc sẽ chọn đóng phim gì, nhưng người hâm mộ hy vọng Tiểu Hoa nhà Vu Chính có thể tham gia một tác phẩm nặng ký hơn, ít nhất là phải trên cơ loạt bộ phim chờ chiếu năm nay.
Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.